có phải cứ chọn thay giàu nhất đắt tiền là tốt hay không? Mỗi chúng ta đều có nhu cầu sử dụng cũng như mức điều kiện kinh tế khác nhau. Vì vậy, hãy lựa chọn thay nhớt dựa trên hai yếu tố cốt lõi này. Mỗi hãng dầu đều có phương pháp sản xuất khác nhau, cho ra phẩm cấp nhớt khác nhau. Tùy thuộc vào tỷ lệ dầu gốc kết hợp cùng các chất phụ gia sẽ cho ra loại dầu nhớt tương ứng. Với loại có thành phần dầu gốc cao sẽ được gọi là dầu nhớt tổng hợp toàn phần. Loại này có thời gian sử dụng lâu dài, mang lại những hiệu quả cao cho động cơ, nhưng bù lại có giá thành tương đối cao. Còn với loại có thành phần dầu gốc thấp hơn sẽ được gọi là dầu nhớt bán tổng hợp. Đây là loại dầu nhớt đang được sử dụng khá phổ biến trên thị trường hiện nay bởi tính tiện dụng cũng như mức giá hợp lý. Với những thông tin trên, nếu như bạn có ý định thay nhớt cho xe của mình thì nên chú trọng đến việc lựa chọn loại dầu nhớt phù hợp, chứ không nhất thiết chỉ quan tâm tới mức giá cả. Và trên thị trường hiện nay, Lycon chính là thương hiệu dầu nhớt được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, hiện đang cung cấp cả dầu nhớt tổng hợp và bán tổng hợp, đáp ứng tốt cả về nhu cầu chất lượng lẫn mức giá cả hợp lý, mang lại sự hài lòng với cả những người khó tính.